Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 7 chương trình mới. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. And number 5. Rearrange the words and phrase to make simple sentence. À là chúng ta hãy sắp xếp những cái từ hoặc là những cái cụm từ để tạo thành một câu đơn. And number 1. We, nào chúng tôi. We eat a lot of garlic to prevent the flu. To prevent the flu. À, có nghĩa là chúng tôi hoặc là chúng ta ăn nhiều tỏi để phòng ngừa bệnh cúm. And number 2. People là mọi người. People in the countryside. Do not have much stretch. À, có nghĩa là người dân quê thì không có nhiều căng thẳng. And number 3. You can use eye drops for your tired eyes. À, có nghĩa là chúng ta có thể hoặc là bạn có thể sử dụng thuốc nhỏ mắt cho một cái đôi mắt rất là mệt mỏi của mình. And number 4. Green tea. Nghĩa là trà xanh. Green tea is a popular drink in my country. Green tea is a popular drink in my country. À, nghĩa là trà xanh là một cái thức uống rất là phổ biến ở nước của tôi. And number 5. Physical activities là hoạt động thể chất. Health keep you strong and active. À, có nghĩa là các hoạt động thể chất thì sẽ và giúp bạn mạnh mẽ và năng động.